Ngày 23 tháng 6, Tòa án Nhân dân huyện Lang Chánh đã mở phiên tòa xét xử vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy đối với bị cáo Lương Văn Minh, thôn Khụ 1, xã Giao Thiện và Lương Văn Chí, thôn Khụ 2, xã Giao Thiện. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Lang Chánh, vào hồi 21 giờ 35 phút ngày 16 tháng 12 năm 2021, Tổ công tác Công an huyện Lang Chánh phát hiện và lập biên bản bắt quả tang người phạm tội đối với Lương Văn Minh và Lương Văn Chí có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 7 viên nén màu hồng và một bao thuốc lá bên trong có chứa một lượng chất bột màu trắng nghi là ma túy. Theo lời khai của các bị can và các tài liệu chứng cứ đã thu thập xác định được, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16 tháng 12 năm 2021, Lương Văn Chí sang nhà Lương Văn Minh ở thôn Khụ 1, xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa chơi. Trong lúc ngồi chơi, Minh nảy sinh ý định mua ma túy về sử dụng nên đã rủ Chí đến thị trấn Ngọc Lạc tìm mua ma túy. Chí đồng ý nên đã góp 500.000 đồng, Minh góp 600.000 đồng để đi mua ma túy. Sau đó cả hai điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda, số loại Way S, biển kiểm soát 36Z40346 đi về hướng thị trấn Ngọc Lạc. Khi đến khu vực cầu Làng Ngòn, thị trấn Ngọc Lạc, Chí và Minh nhìn thấy một người đàn ông đang đi bộ. Chí bảo Minh dừng xe lại và xuống xe hỏi mua ma túy. Người đàn ông này đồng ý bán cho Chí 10 viên ma túy tổng hợp, thường gọi là hồng phiến, và một lượng ma túy nhỏ loại heroin gói trong túi ni lông màu xanh với giá tiền là 1.100.000 đồng. Sau khi mua được ma túy, Minh và Chí lái xe đi về đến đoạn đường vắng thuộc thôn Khụ 2, xã Giao Thiện. Cả hai dừng xe cùng sử dụng 3 viên ma túy. Dụng cụ sử dụng ma túy là một ống tre được Minh nhặt ở bên đường. Sau khi sử dụng ma túy xong, Chí cất 2 viên ma túy được gói trong mảnh giấy bạc vào túi quần trước, phía bên trái mà Chí đang mặc. Còn 5 viên ma túy tổng hợp gói trong mảnh giấy bạc và một lượng ma túy loại heroin, Chí bỏ vào một bao thuốc lá. Sau đó cả hai lái xe đến đoạn đường bê tông thuộc thôn Khụ 1, xã Giao Thiện ngồi chơi. Tại đây, Chí cất giấu bao thuốc lá có chứa ma túy ở gốc cây gần chỗ dựng xe mô tô. Sau đó cả hai bị tổ công tác của Công an huyện Lang Chánh bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Chí và Minh khai nhận toàn bộ số ma túy trên các bị cáo mua về nhằm mục đích sử dụng, ngoài ra không có mục đích gì khác. Tại phiên tòa, bị cáo Lương Văn Minh và Lương Văn Chí đã thành khẩn khai nhận tội. Lời khai của bị cáo phù hợp với bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, trách nhiệm hình sự của bị can và trên cơ sở đề nghị của kiểm sát viên thực hiện quyền công tố tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo Lương Văn Minh và Lương Văn Chí phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy, áp dụng điểm C khoản 1 điều 249, điểm S khoản 1 điều 51, điều 17, điều 38 của Bộ luật hình sự đối với các bị cáo Minh và Chí, xử phạt bị cáo Lương Văn Minh 19 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ là ngày 17 tháng 12 năm 2021. Bị cáo Lương Văn Chí, 18 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ là 17 tháng 12 năm 2021.